Trong giới giải trí Hoa ngữ, không ít những ngôi sao trẻ ít kinh nghiệm diễn xuất được nền tảng lăng xê, ó bế, những sao này được gọi là công chúa thái tử của showbiz. QQ cho rằng những sao trẻ này nhận được ưu ái nên sự nghiệp thuận lợi hơn. Trần Chiết Viễn, thái tử EQG. Trong dàn sao showbiz hiện nay, Trần Chiết Viễn dù chưa có lưu lượng và danh tiếng quá cao, nhưng nhìn vào loạt tài nguyên nam diễn viên nhận được từ lúc xuất đạo tới nay, đặc biệt là sau cơn sốt vụng trộm không thể giấu, nổi trội hơn rất nhiều những nam đồng nghiệp khác. Với một nam diễn viên trẻ, kinh nghiệm còn ít, Trần Chiết Viễn đã có thể nhận được vai nam chính, nhất phiên trong bộ Đêm tối và Bình minh do EQG sản xuất qua mặt cả đàn anh Nhiếp Viễn. Bộ phim diễn chính đầu tay của Trần Chiết Viễn, Bí quả, cũng là một sản phẩm thuộc EQG. Đáng chú ý, trong đêm hội gào thét EQG 2023 diễn ra mới đây, đích thân giám đốc điều hành EQG đã đặc biệt giới thiệu Trần Chiết Viễn cho đạo diễn quyền lực có tiếng nói bậc nhất showbiz Phùng Tiểu Cương. Qua hành động của vị giám đốc này càng chứng minh được ngôi sao vụng trộm không thể giấu đang nhận được sự ưu ái cao tới nhường nào. Triệu Lộ Tư, công chúa Tencent. Tính tới thời điểm hiện tại, Triệu Lộ Tư chính thức trở thành người đại diện toàn cầu duy nhất của Tencent Video, thay thế cho Tiêu Chiến, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương. Vốn được mệnh danh là công chúa Tencent, Triệu Lộ Tư sở hữu một khối lượng phim khổng lồ đến từ nền tảng lớn nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ này như Manh Thê Thực Thần, Ôi Hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong Lời đồn, Yêu em từ dạ dày. Để trải đường cho người đẹp sinh năm 1998, Tencent Video giao cho cô vai phụ trong dự án cổ trang lớn Trường Ca Hành. Sau đó, Triệu Lộ Tư được chú ý nhờ ngoại hình dễ thương, đáng yêu và diễn xuất tự nhiên hơn Địch Lệ Nhiệt Ba, nữ chính của phim. Tiếp theo, Triệu Lộ Tư được đóng với nam diễn viên 9X hot nhất Trung Quốc là Dương Dương trong dự án Thả Thí Thiên Hạ, cũng do Tencent Video sản xuất. Bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của cô là Tinh Hán Sán Lạn, đóng cùng sao nam nhí có danh tiếng nhất, Ngô Lỗi, cũng của nền tảng này. Có thể nói, những tài nguyên phim ảnh cô nhận được đều khiến các tiểu hoa đán cùng độ tuổi ao ước. Dưới sự dốc sức lăng xê của Tencent, Triệu Lộ Tư giờ đây là tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi tiếng nhất. Trương Tịnh Nghi, công chúa Đông Thân Vị Lai. Trương Tịnh Nghi, sinh năm 1999, được đánh giá là tiểu hoa 9X phát triển tốt nhất hiện nay. Năm 2017, cô thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là một trong những thí sinh đẹp nhất của Học viện năm 2017. Năm 2018, Trương Tịnh Nghi ký hợp đồng với công ty quản lý Đông Thân Vị Lai do Trần Khôn và Châu Tấn sáng lập. Từ đó, Trương Tịnh Nghi được hai nghệ sĩ kỳ cựu nổi tiếng bậc nhất của showbiz hỗ trợ. Ngay từ tác phẩm đầu tay, Trương Tịnh Nghi đã đóng vai chính. Châu Tấn còn đưa Trương Tịnh Nghi tham gia show Hướng về cuộc sống 4 để giúp cô quen mặt với khán giả. Với mối quan hệ sâu rộng của Châu Tấn, Trần Khôn, Trương Tịnh Nghi không thiếu phim và còn được tham gia những dự án có chất lượng tốt. Đồng thời, không ít lần, Trương Tịnh Nghi còn giành được vai diễn từ tay diễn viên khác nhờ chống lưng mạnh mẽ phía sau. Trần Phi Vũ, thái tử showbiz. Theo QQ, các ngôi sao trẻ ở trên có thể là người hợp tác với nền tảng hoặc học trò, còn Trần Phi Vũ lại có danh phận cao hơn. Anh là con trai của đạo diễn Bá Vương Biệt Cơ, Trần Khải Ca, mẹ là Trần Hồng, đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Trung Quốc, hiện là nhà sản xuất tiếng tăm. Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật nên Trần Phi Vũ sớm được tiếp xúc với điện ảnh. Sau khi gia nhập giới giải trí, sao nam sinh năm 2000 cũng chỉ đóng vai chính. Cha mẹ của Trần Phi Vũ là những nhân vật quan trọng trong vòng tròn nhóm nghệ sĩ phái Bắc Kinh. Do đó, Trần Phi Vũ còn được gọi là thái tử showbiz. Con đường sự nghiệp của Trần Phi Vũ gặp khó khăn vì lộ ảnh giường chiếu với người hâm mộ vào đầu năm 2023. Với các ngôi sao khác, scandal giường chiếu có thể sẽ khiến họ phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài hoặc sự nghiệp trực tiếp xuống dốc. Nhưng Trần Phi Vũ chỉ nghỉ ngơi thời gian ngắn. Hiện tại, nam diễn viên đang nỗ lực lấy lại cảm tình của khán giả.